Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà ông cụ Dùng cô bác ạ. Trong thời gian qua cháu Lực chia sẻ thì cũng có được chị Trần Tố Giáng My là giúp đỡ ông cụ Dùng rất là nhiều. Và hôm nay thì cháu Lực có được sự đồng ý của chị Trần Đoá Giáng My là mua trong thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời đó các bác ạ. Một cái thì cháu Lực sẽ lắp ở trong nhà và một cái thì cháu Lực sẽ lắp ở ngoài. Và mua thêm là một chút hoa quả nữa các bác. Vừa rồi thì cháu Lực mua hoa quả hết là 80.000 là chỗ hoa quả này các bác. Còn đèn năng lượng mặt trời thì cháu Lực mua ở chỗ là người quen ấy. Cho nên là khi mà cháu Lực nhận được cháu Lực cũng chưa có bóc ra. Cháu Lực cũng xem lại cái giá cả hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời một chút cô bác ạ. Trước chị Giáng My có gửi cho cháu Lực là một cái quý cô bác ạ. Một cái quý thì bây giờ cháu Lực sẽ xem là cái quý đấy còn dư ra là bao nhiêu cô bác nhé. Ở đây thì cháu Lực cũng có nhắn tin cho chị Giáng My là riêng rồi. Và cháu Lực cũng sẽ nói lên trên kênh luôn cô bác. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực có chi tiêu và còn dư là 3.910.000 cô bác nhé. Đấy là khoản của chị Trần Đầu Giáng My cô bác nhé. Và cháu Lực có mua thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời này cô bác này. Ở đây thì bóng đèn năng lượng mặt trời cháu Lực mua là một cái là 570.000 và hai cái là 1.100.000 là 40.000 cộng thêm là 100.000 tiền ship nữa thì cháu Lực đã chi đi là hết là 1.200.000 là 40.000 cô bác nhé. Và cộng thêm là 80.000 tiền hoa quả nữa thì là bị chi là hết là 2.300.000 là 20.000 cô bác ạ. Đấy, ở đây thì sau khi mà cháu Lực mua đồ đạc xong ấy thì cháu Lực sẽ đi về nhà và tổng cái quý của chị Trần Tố Giáng My ra là gửi thêm cho chị Trần Tố Giáng My ra riêng nữa. Thế còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống lắp cái bóng đèn năng lượng cho ông cụ Dùng của bác nhé. Có thể là cho em cameraman là cầm hoa quả thôi nhỉ. Đấy. Rồi cầm anh nhá. Đèn năng lượng mặt trời này thì là đâu đó là rơi về là hai cái là rơi tầm trên 10 cân một chút của bác ạ. Đấy, đây để có thể là mang ánh sáng tới cho ông rồi. Có cái bóng đèn năng lượng mặt trời này vào thì sẽ để ông là tiết kiệm cái tiền điện là hơn. Đấy, mặc dù là tiền điện của ông cụ thì cũng được là chị Trần Đỗ Giáng My là chị hàng tháng là lo liệu cho ông hết rồi. Đấy, mỗi lần là cháu Lực xuống thì cháu Lực đều là gửi ông thêm là một chút tiền mặt nữa. Đây, ông cụ Dùng này thì là ngoài được chị Giáng My giúp đỡ thì còn được thêm là các bác cúng gửi những cái phần quà tới cho ông các bác ạ. Hôm nay xuống thì thời tiết khá là nắng thì không biết là ông có ở nhà không. Ông không ở nhà thì lại đi tìm ông các bác. Đây vừa mới bước vào thôi là nhìn thấy là ông ngồi ở phía hành lang bên kia của bác ạ. Đi xuống nhà ông thì hết sức là cẩn thận là chó của nhà chú ở dưới này của bác này. Mày còn có cái bóng đèn này đi theo đấy cô bác ạ. Tìm áo bác chứ ơi. Tìm mặt đằng dê chậm chả. Chậm mặt đằng dê bố. Ồ, chú ngân tơ ra. Ở nhà bên dưới đấy cô bác ạ. Đấy, nhà của ông thì chắc là không có xa lạ gì với các bác nữa. Cho Lực cũng chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Thời tiết thì đi vào nhà thì rất là nắng nóng các bác ạ.
Ông thì cũng có máy quạt rồi, cho nên là cháu Lực không mua máy quạt nữa. Rồi cơm điện thì là cũng được chị Giáo My là giúp đỡ. Dê vẫn này bố bây giờ dê. Ồ năng này mà dê. À. Thế là ông là hôm nay là ông cũng đi chợ có bác. À, em ăn lấy hoa quả ra đây đi. Bên này thứ hoa quả hay gì thì mò cứ mặc hay gì đó quả dưa hấu để cho Lực xé xin phép là để ở trên bàn thờ cho ông này là nó tốt nữa đấy, gì đó để lên trên này cho các cụ cho các cụ một chút cô bác. Còn lê này thì là một tí nữa thì sẽ ăn, tí nữa sẽ gọt cùng ông là ăn luôn. Ở ba ăn điên này lát giờ nó dễ nổ. Ăn điên lát giờ nổ. Này ăn điên á? Ờ đi ăn điên. Ở ba tiềm liềm bài lên tốt này nhờ nó dễ nổ. Mì ăn này tôi bình nổ. Đấy. Có hai cái thì một cái sẽ lắp ở trong nhà, một cái thì sẽ lắp ở ngoài. Lắp đi. Để hướng các bà chén mà. Ờ để hướng các bà chén lán á. Ông thì hôm nay là cũng đi chợ các bác, nói rằng là không có gặp cháu Lực cả. Bây giờ thì cháu được sự xin được phép là chắc là mở cái đèn năng lượng mặt trời trước các bác ạ. Không biết là có không có cầm theo dao rồi. Phải lấy dao của nhà ông thôi các bác ạ. Hôm nay thì quên mất là cũng có cầm dao mà nhưng mà dao lại để ở chỗ khác mất rồi. Một bác là gì hàng này. Ông này bảo là đun nước để uống nhưng mà cháu Lực bảo là cũng không khát máy đâu. Này bóng đèn này đây, đây là chờ già Trần Đối Giang Mi tổ tư ông ạ. Liên à. Đấy, công an nói với ông là cái phần quà này là của chị Trần Đối Giang Mi. Trước khi mà đi vào mở cái phần quà này thì chắc là cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đồ Giáng My trước đã cô bác ạ. Anh cũng xin cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, giúp đỡ hoàn cảnh của ông rất là nhiều. Đấy, các bác có theo dõi được những thước phim của cháu Lực lên thì các bác cũng không có xa lạ gì với lại xa lạ gì với cái tên của chị Trần Đồ Giáng My là đồng hành cùng cháu Lực cô bác ạ, là một người thành mạnh thường quân là đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều, giúp đỡ rất là nhiều những cái hoàn cảnh cô bác. Dê ha, cảm khảo nông, cảm ơn Pong, cảm ơn Trần Dô Giang My cảm rồi dê. Dê ngảo với tay, dê cảm ơn sao với ngảo với tay, đấy. Cảm lên ngảo bên tay, đấy. Cảm ơn Pong, Giang My, lúc là anh lý ổ, cảm má hữu. Ông thì gửi bằng tiếng nùng của bác ạ, nói là cảm ơn chị Trần Dô Giang My, nói... Ông thì nói bằng tiếng Nùng thì cháu Lực xin được phép là dịch lại một chút cô bác nhé. Thứ nhất là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đồ Giáng My nói riêng. Và thứ hai thì gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bác ở trên kênh nói chung. Dạ ấn mic một lần đó. Bây giờ thì xin được phép là mở cái này trước đó cô bác ạ. Xong là còn lắp gáp. Mình nên lắp cho ông. Ở đây thì cháu Lực mua chỗ người quen đấy cô bác ạ. Cho nên là hàng người ta gửi cho Lực thì... cũng rất là đảm bảo cho nên là cháu Lực không có kiểm tra nữa, trừ phi là nó bị như thế nào thì cháu Lực sẽ đổi trả. Này là một cái là 570.000, hai cái thì là 1.140.000 và cộng thêm tiền ship nữa. Ây da, đấy. Đấy. Người quen thì bọc quà rất là cẩn thận, bọc một cái lượng xốp thì rất là dày. Đấy còn là cái trên này là cái đèn này cô bác ạ. Cái đợt này thì cháu Lực mua cho ông là 100W cô bác ạ. 100W thì là người quen thì người ta lấy là
1.570.000. Không biết là chỗ các bác thì người ta bán là như thế nào, nhưng mà chỗ Lực thì người ta bán như thế. Còn đây là cái đèn với lại cái điều khiển này. Ở đây đó. Lắp vào từng cái một đó. Và tí nữa thì xem là chỗ nào là lắp vào cho nó thích hợp nhất của bác ạ. Bên cắt tông cho Lực xin phép là để ra bên này đó. Còn là cái này là cái tấm năng lượng của nó. Quýt này, quýt được rồi. Đây. Pin thì cũng rất là to. Bây giờ thì là phải vặn hai cái ốc này trước đã cô bác ạ. Và cái ở bên dưới thì cũng tương tự như thế. Lắp từng cái một rồi thì chỉ cần có việc là trèo lên và đặt tấm pin thôi. Đèn năng lượng này mặt trời này thì cháu Lực cũng mua rất là nhiều cái rồi cô bác ạ. Có những cái thì là mua cái watt của nó cao hơn, thành ra là nó chi phí nó sẽ đắt hơn. Còn là cái thì nó sẽ thấp hơn. Cháu Lực sẽ lựa chọn xem là dùng được bao nhiêu thì cháu Lực sẽ lấy lên bao nhiêu watt. Lát xong thì một tí nữa cháu Lực sẽ hướng dẫn ông là sau. Ông thì bây giờ cũng chỉ biết là nhìn cháu Lực thôi cô bác, chứ không có biết là lắp cả. Này đây, một cái đồ điện nó rẻ này à? Đâu à? Ở bạn, tổ tốt ở đây thằng thằng rơi, thằng thằng đắc mày rẻ khấy điều kiện đấy mi à? Ông này chắc là chưa nhìn thấy cái bóng điện, bóng đèn này bao giờ đâu. Này đi một chín điện nó rẻ không? Đi một cắm gần 5 điện rồi đi cắm mà. Đi ở điện à? Điện là trắng văn chứ. Thằng ham mày rẻ một cần bật bóng điện lưới này à? Nói ông là không cần là bật cái bóng điện lưới đâu bác. Úi xà. Sẽ lắp nhanh nhất có thể để cho ông tối nay thì ông sẽ được test của bác. Lắp cái là sáng luôn rồi. Không cần phải là đợi nữa, tại vì nó cũng có một chút phần trăm một chút pin ở đây rồi cô bác ấy. Đó là trong một thời gian qua thì ông có một cái duyên rất là lớn đối với lại đến với chị Giáng My. Sẽ có là cũng xin được chia sẻ trên video một chút cô bác ạ. Sẽ có những gọi là những cái sự hiểu lầm đối với lại cháu Lực với tất cả các bác. Nhưng mà nếu mà khi nào mà cháu Lực có làm sai cái vấn đề gì đấy thì rất là mong các bác sẽ cho cháu Lực biết chỗ nào mà làm sai để cho cháu Lực được sửa luôn. Tính của cháu Lực thì nói chuyện thì nó cũng hơi thô các bác, nó không có biết được sự ngọt ngào lắm. Cũng có các bác Mạnh Thường Quân thì cũng chỉ cần nghe cái giọng nói thôi là đã thích cái người dẫn chuyện rồi. Thời gian đầu mà cháu Lực đi làm canh ấy, thì hầu như là không có bác nào yêu quý mấy đâu. Tại vì là nói chuyện nó thô đấy các bác, thành ra là không có thiện cảm mấy. Nhưng mà sau khi cháu Lực chia sẻ những cái thước phim lên thì cũng có rất là nhiều các bác là không có để ý những cái lời ăn tiếng nói của cháu Lực.
39 rồi chứ. Ông thì có bảo là mời cháu Lực hút thuốc lào ấy các bác, nhưng mà thật sự ra là thuốc lá, rượu bia thì cháu Lực không thích mấy, còn đặc biệt là thuốc lá là cháu Lực không hút. Còn về vấn đề rượu bia thì nói thật với các bác là cũng uống một chút đấy. Đi gặp bạn gặp bè hay là những cái công việc ấy thì bắt buộc là mình phải uống. Uống nhưng mà cũng chỉ uống một tí thôi, uống một tí đã mặt đỏ say hết rồi. Hôm mà cháu Lực uống rượu nhiều nhất là hôm làm mà tân gia nhà sử của bác ạ. Các bác ở xá lên chơi. Thế là uống thôi. uống lúc mà say vắt lưới. Vừa ngồi lát thì vừa tâm sự với các bác một chút. Đây để cho nó có cái lời nói các bác. Đấy, bây giờ thì đã lắp xong hai cái tấm pin rồi các bác nhá. Còn đến cái phần là bóng đèn này. Đấy, cái này thì sẽ là cái bóng đèn. Bà nói về cắm lên thỏ mi điện nó ra đúng. Đấy, đúng là gì? Tí nữa thì sau khi mà lắp xong thì cháu Lực sẽ hướng dẫn ông là sau các bác nhá. Đây, ở đây thì đang lên rồi các bác này. Cái này thì cháu Lực mua là 100W các bác nhá. Thì là cái giá của nó là 570.000. Đấy. Đúng luôn gì? Rất là chói mắt đấy các bác. Một thưa các bác là một cái điều khiển này thì có thể dùng được hai cái luôn cùng một lúc các bác nhé. Thì cái này bên này thì cháu Lực sẽ không có lắp nữa, là để ở đây. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào và lắp trước, xem cái chỗ lắp này. Lúc mà dê lên lại lắp ấy là gì? Ôi. Lắp ra phía bên này của bác ạ, thì ông sẽ ăn cơm ở bên này luôn. Lúc mà mẹ nó lên, phải bắn bắn là gì? Bên nào? Các bạn có căn nào? Hợp bài bài hả? Hợp bài bài hả mẹ nè? Lắp đi tạm xem. Lắp tốt đi bài hoặc nào? Đi này phải ôm mất cả bài không? Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ trèo lên trên mái nhà để mà lắp của bác ạ. Đây phải làm phước bác này không? Nhà của ông thì cực kỳ đáng nguy hiểm quá. Đây thằng thứ phước này nó chơi ơi. Ui, bù búa chơi. Bác có thể làm phước ạ. Hầu như là những cái cột, những cái thanh ngang của nhà ông thì đều đã mọt hết rồi cô bác. Ôi, chỗ này thì rất là hợp lý luôn này cô bác ạ. Ở bên đây đầy đồ chơi đủ. Lắp ghép thì bây giờ xong một cái rồi cô bác ạ. Một cái thì cháu Lực sẽ lắp ở phần phía bên này. Còn lắp ở phía bên này thì ông khi mà ông ngồi ăn cơm là ông sẽ ngồi ở đây luôn. Và tôi bé này là gì nổ? Tôi bé này nổ. Và tôi à, bé này là gì? Xem là căn chỉnh là để chỗ nào các bác ạ? Thể là để trên này luôn các bác ạ. Tôi bé này là gì nổ? Bây giờ thì cháu Lực sẽ lấy cái đinh về đóng vào. Một là hai cái tấm pin năng lượng mặt trời thì cháu Lực sẽ để ra hai bên phần là mái nhà luôn các bác ạ. Còn cái này thì một tí nữa cháu Lực sẽ lắp ở phía bên ngoài cửa cho ông là một cái. Tại vì là cái bóng đèn này thì là mình cũng chỉ dùng là nó là cái phần đánh bóng đèn là
bằng ánh nắng mặt trời thôi, nó không có tốn điện cả. Lắp ở phần phía bên này cho một cái là soi xuống cái này, coi như là soi xuống cái chỗ góc cầu thang của nhà ông này, cô bác này đang đợi ông là đi xuống lấy cho cháu được thêm là một chút đinh nữa. Đợi một tí nữa lắp xong thì cháu được sẽ ghi hình sau các bác nhá. Bây giờ thì cháu được sẽ không có ghi hình thêm nữa. Đấy, còn cái này thì cháu được sẽ lắp là hướng ra bên cái chỗ mà ông để dép này của bác này. Còn là bây giờ thì đi lắp vào cái trong nhà nữa. Lắp về đèn nó dè rồi. Ừ. Eo tiệm điện đấy thích thỏa dùng à? Eo điều khiển tiệm. Tiệm điện thì nó đi đây đây đâu mà. Buồn nào một cái tiệm này eo bấm điều khiển chứ. Cả tao đi tắm, cả tao đi pin đi tắm nào đấy, vẹt nào. Đi mấy vị cái lock này dùng. Đấy, nói với ông một chút về cái cơ cấu cái bóng đèn năng lượng mặt trời của bác. Bây giờ thì đi vào nhà lắp thêm một cái ở nhà nữa. Còn là cái này thì cháu được sẽ lựa chọn là lắp xem là chỗ nào nó tiện nhất là cho ông, cháu được sẽ lắp vào. Để phút bác lại làm bác ạ. Thang rồi. Đây bạn. Bên này như là dây điện nó không tới sao. Cái này bên này thì không lựa chọn lắp nữa. Vì là ui. Vì là lắp cái bên này để cho nó sáng ra chú ông ăn nấu cơm một chút cô bác. Thì chắc là lựa chọn là lắp ở phần phía bên này. Rồi một tí nữa cho được xé đóng đinh vào như thế. Đóng đinh vào như thế cô bác ạ. Đấy, tôi biết rồi nào. Rồi. Bây giờ thì cháu được sẽ đóng đinh vào đó. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, sau một cái thời gian mà hì hục thì là bây giờ cháu Lực cũng lắp xong là hai cái bóng đèn là năng lượng mặt trời rồi cô bác nhé. Đấy, cái nào cái đấy thì đều cũng lên rất là tốt. Hãy lắp ở phần phía bên này để cho lúc mà ông ăn cơm như thế này, có thể là ông ăn nấu cơm ra bên kia nữa. Ui dồi. Ông bia nào tốt ý nào thế nào. Cái bia cắt tông này thì là cháu được sẽ để gọn vào đây cho ông. Đấy, bây giờ thì đã hoàn thiện xong là lắp à. Còn là những cái đồ này mà không dùng đến thì cháu được sẽ cất gọn lại để mà lúc nào cần đến. Còn là cái điều khiển này các bác nhá, là nó hai cái chung một thì cháu được sẽ cất vào đi một cái nữa. Dẹo đấy rồi.
Bây giờ thì cháu Lực sẽ hướng dẫn là ông để mà dùng làm sao mà cho nó lên của bác nhá. Đây lùm bên này lên. Chẳng ham gì tìm mấy cắm nút này ó. Ừ. Nút điểm này ó. Ừ. Mình tới thả điếc này ó. Cắm này ó. Ừ. Đấy. Test đi cắm điểm này ó. Ừ. Đấy, lấy đi test đã ó. Sao bảo tới pin đi, bảo tới tu mà lên. Một cơn giọt tới nó dè ó nè. Ừ. Đấy đi học tắm mà. Đấy đi học tắm nào ở đây ó. Chẳng ham gì chỉnh khâu mà lấy cắm lên này. Đấy, hãy dùng bên này. Đấy. Rất là tuyệt vời các bác ạ. Ăn bên này, ăn cái viên nó dè ó. Đấy, cái này thì là bây giờ thì sẽ cho em cameraman là đi xuống dưới để mà xem là cháu Lực bật là nó sáng như cô bác nhá. Đấy, cái này thì sẽ để mà ở ngoài cho ông là đến tối này cô bác này. Đấy. Này lên chẳng ham dè hay bật cho này bù mất trên điện nó dè ó. Ừ. Chẳng ham dè cứ bật đi hạc nào bây giờ cứ tắt bật ra cứ dùng ó. Bật lên rồi chị. Đấy, sau độ tầm là 20 phút thì hục thì cháu Lực cũng đã lắp xong rồi các bác ạ. Ban ngày thì không cần dùng tới thì cháu Lực sẽ tắt nó đi. Đấy, phần quà chị Giáng My gửi cho ông thì rất là tuyệt vời các bác. Đấy, bây giờ thì ngồi vừa rồi trong thời gian làm thì cũng khá là khát đấy các bác. Gọt một chút lê với lại ông ăn. Chứ nó lăn đi mất. Mà quạt đằng đâu đường mi nó dê nổ. Đâu một bóng đá mi nữa nổ. Ừ. Phật quà rất là ý nghĩa và rất là tuyệt vời là đối cho ông. Đấy, còn là cái này thì là sẽ để cho ông. Này dê, ông bắt tốt thủ muốn nó dê ó. Dê thử tiêm lắm nhá. Tiêm lên ra dê. Đấy, bấm cái là bấm bá lên đi thỏa dùng của nó dê nổ. Ừ. Đấy. Và một lần nữa thì test đi test đi nào dê ó. Ừ. Test nào dê thì cấm test đắng. Đấy, test là nó. Ừ. Và một lần nữa thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới chị Giáng My. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đây, cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng cháu Lực. Đây, có chắc chắn là sẽ có những chuyện là cháu Lực làm sai thì rất là mong là chị sẽ bỏ qua, và những chỗ nào mà sai thì chị sẽ nhắc nhở cho cháu Lực để cho cháu Lực được biết chỗ nào mà sai để cho cháu Lực được sửa các bác nhé. Sẽ có là những một hai cái bình luận nói cháu Lực như thế này như thế kia, thì khi mà chị theo dõi được thì chị cũng sẽ có một cái phản cảm và cái cảm giác như là làm một cái cảm giác gì đấy. Nói chung là như thế nào thì cháu Lực cũng chỉ biết là chia sẻ như thế đấy thôi, còn để mà những cái câu chuyện mà nó đi xa hay là nó đi diễn thì cháu Lực những cái chuyện đấy thì cháu Lực chẳng có bao giờ mà nghĩ đến cả. Một cái công việc mà thiện nguyện thì nó cũng giúp cho cháu Lực rất là nhiều. Thứ nhất là khi mà các bác xem kênh thì cũng có các bác xem, là các bác cũng giúp cho cháu Lực là một cái view để mà cháu Lực là có được tiền ở chỗ đấy, để mà lấy tiền sang chi phí đổi sang kinh phí đổi sang đi lại. Và thứ hai thì khi mà các bác ủng hộ hàng của cháu Lực ấy, những cái mặt hàng mà cháu Lực đang bán ở trên kênh, là cháu Lực cũng có những cái đồng tiền mà lấy để mà trang trải cuộc sống và để mà làm chi phí đổ xăng đi lại nữa. Đấy, có lẽ cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ thế đây thôi các bác. Và buổi tối thì sẽ để ông mà bật. Nhưng mà ngày mai cháu Lực sẽ quay lại và xem là nó có bị cái gì không. Đấy, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả, tại vì là cháu Lực cũng đã mua rất là nhiều lần rồi. Cái này thì cháu Lực mua ở chỗ người quen của bác nhé, giá là 570.000 của bác, là 100W của bác nhé. Sẽ có những loại là 200W, 300W thì nó sẽ khác giá một chút của bác ạ. Bây giờ thì ngồi
chơi với lại ông thêm một chút nữa, ăn hoa quả thì cháu Lực cũng sẽ xin phép là đi về thôi các bác ạ. Đấy, bạn này lên pan tơ lét rồi, giá là dè thì dùng này nè. Đấy, cũng dạy ông là cái cách dùng và cái cách tắt như thế nào rồi. Đấy, thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Dè vẫy tay báo gì.